Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today cùng với Tyler Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ ba, thưa quý vị, 14 tháng 7 năm 2020. Xin mến chào Tyler Diệp. Xin mến chào anh Dũng, xin kính chào quý vị. Và đi tới coi như là gần tới nửa tháng 7 rồi mà thấy tình hình của quốc gia này không có một cái sự tiến triển chút xíu nào cả, phải không thưa anh? Ngày càng có vẻ càng tệ hơn thì chính xác. Nhưng mà ngày hôm nay là 14 tháng 7, thưa quý vị, chúng tôi xin nhân dịp này thì cũng nhắc nhở quý vị, ngày mai là ngày 15 tháng 7. Tyler nhớ là ngày gì không? Có phải là ngày khai thuế không? Ngày cuối cùng để khai thuế. Vâng, nếu mà quý vị vẫn chưa khai thuế thì cái thời kỳ mà gọi là gia hạn tax extension cho những người trước đây đáng lẽ ra là tháng 4 được phải khai rồi, đã được dời đến tháng 7, thì ngày mai là hạn chót của quý vị. Dù cho rằng là có muốn trì hoãn thêm nữa thì cũng phải xin cơ quan IRS cho một cái extension khác, chứ đừng nên mà bỏ quên. Sẵn anh nhắc tới cái chuyện mà khai thuế đó, thì chúng tôi cũng có đọc được một cái thông cáo báo chí từ cơ quan DMV cho biết rằng là những người nào ở trong cái độ tuổi 70 hay là lớn hơn, thì nếu mà cái driver license của quý vị sắp hết hạn trong cái thời điểm này thì cứ cho rằng là mình sẽ được gia hạn một năm từ ngày mà hết hạn, từ ngày hết hạn cho tới năm sau. Tại vì hiện nay cơ quan DMV muốn các quý vị cao niên không có nên đi vô cơ quan này, cứ yên tâm ở nhà và năm sau quay lại cũng được. Rồi thí dụ như mà cái tin đó là nó không đúng thì lỡ rồi bị trễ thì ai chịu trách nhiệm? Không đúng mà đúng mà, tại vì chúng tôi lấy từ cái email blast của cơ quan DMV ra để mà gửi lên cho quán. Như vậy là nói cho chắc ăn, thưa quý vị, những quý vị nào trên 70 tuổi, nếu là cái driver license của quý vị, cái bằng lái xe của quý vị nó hết hạn, thí dụ ngày hôm nay là ngày 14 tháng 7, nó hết hạn ngày hôm nay, thì quý vị cứ yên tâm không phải làm gì cả, đợi tới 14 tháng 7 năm 2021 đến DMV cũng được, tùy theo điều kiện tình hình dịch bệnh lúc đó đã giảm chưa, và chúng ta sẽ có những cái cập nhật mới về cái thông báo đó, đúng không ạ? Như vậy thì cứ yên tâm là quý vị nào mà hết hạn thì cứ ở nhà, không có phải lo lắng. Cho nên anh Dũng không cần phải đi vô DMV. 7 năm nữa tôi mới lo tới cái chuyện đó. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin phép được bước vào phần tin tức. Trước hết là tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, thì trên toàn thế giới đã có con số là 13 triệu người nhiễm bệnh chính thức trên toàn thế giới. Và cái con số người thiệt mạng đó là 573.664, tức là cũng gần bước tới con mốc 600.000 người rồi. Đây là những cái số liệu mới nhất của trường Đại học John Hopkins đưa ra vào 5 giờ 12 phút chiều ngày hôm qua. Trên bảng thì có để sớm hơn một ngày, nhưng mà thật ra là ngày 13 tháng 7, thưa quý vị. Đó là những cái con số mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh. Và theo như cái bảng thống kê này cho thấy, Hoa Kỳ hiện nay vẫn là quốc gia dẫn đầu về những cái trường hợp nhiễm dương tính với COVID-19, với khoảng 3 triệu 300 ngàn người đã nhiễm bệnh. Brazil về hạng thứ nhì với con số tử vong và những cái trường hợp nhiễm bệnh. Và những cái con số mà báo cáo thì đã có được đến hơn khoảng trên dưới 250, khoảng nửa triệu, tôi hỏi 250.000 trường hợp nhiễm bệnh ở trong vòng 7 ngày vừa qua mà thôi. Thì đây là một con số đáng kể và rất là khủng khiếp đối với một quốc gia. Cho nên là hiện nay Brazil đang rất là chật vật. Và chúng ta cũng biết là Tổng thống Brazil là ông Jair Bolsonaro đang có dương tính với COVID-19. Đến hôm nay thì chắc có lẽ là trải qua được một tuần rồi. Vâng. Trở lại với các thông tin ở tại nước Mỹ, thưa quý vị, thì trong ngày hôm nay, cơ quan biên phòng của Hoa Kỳ, US Customs and Border Protection, có loan báo rằng vào ngày thứ Bảy vừa qua, họ đã tịch thu được một số lượng methamphetamine rất là lớn ngay dọc ở giữa biên giới với Mỹ và Mexico. Lúc đầu khi mà các nhân viên của cơ quan biên phòng này theo dõi, thấy là có một chiếc máy bay bay rất là thấp, và sau đó thì đã kiếm được một cái túi mà đựng rất nhiều các loại thuốc viên đó, methamphetamine. Và họ nói rằng là cái trị giá của cái mớ độc phẩm này trên thị trường là lên đến 327.000, nếu mà những loại thuốc này đã được bán ra. Là một lần nữa, thông thường thì các loại độc phẩm, những ma túy hay là drug này
thường xuyên được đưa lên từ miền Nam của nước Mỹ, những nơi như là tại Mexico, những nước ở từ Nam Mỹ chuyên mua sản xuất những loại thuốc này và đem lên Mỹ để mà bán, thưa anh. Tổng trọng lượng của nó là 140 pound, thưa quý vị. Tức là họ dùng cái phương pháp là máy bay rồi thả dù ha. Đây là một cái phương thức mà có lẽ mình ít có nghe, hôm nay mới có nghe theo cái bản tin này. Tức là hiện nay đó, những cái người mà buôn lậu cái loại thuốc này họ dùng tất cả các hình thức. Mình thấy là thường thường các cái khu vực biên giới hay khám phá những cái đường hầm để vận chuyển cái này, rồi bỏ trong người, bỏ trong xe, băng qua biên giới. Hôm nay lại có thêm cái hình thức là thả dù dọc theo biên giới. Sang qua bản tin liên quan đến Pennsylvania, thưa quý vị. Nếu quý vị, chúng tôi xin nói trước, cái bản tin này có những cái hình ảnh nó sẽ không có thích thú lắm đối với một số người. Tuy nhiên khi mà cái bản tin này được phát trên cái version phát cho YouTube á, thì những cái hình ảnh này chúng tôi sẽ cắt bỏ bớt. Tại vì nếu không thì quý vị sẽ gặp khó khăn khi mà truy cập vào để xem những cái hình ảnh này. Cho nên là chỉ có cái version phát truyền hình thì quý vị có thể thấy được những cái hình ảnh này. Đó là việc liên quan đến một những cảnh sát viên trong ngày hôm qua. Đây là trước hết là cái cuộc biểu tình đã diễn ra để đòi hỏi công lý cho một bệnh nhân. Không biết vì lý do gì trong ngày hôm qua đó, ngày trước đó, đã bị ba cảnh sát viên, một người cũng đã đè ông này xuống trước một cái cửa bệnh viện. Và hai người khác thì cầm tay ông tréo ra phía sau. Thì theo như một người lái xe quý vị đang thấy trên màn hình đây, người này đi ngang cái khu này và thấy đó các cảnh sát viên đang đè cổ cái người bệnh nhân mặc cái áo xanh nằm ở dưới đất đó, thì đã đè xuống rồi. Sau một lát thì quý vị sẽ thấy viên cảnh sát này dùng đầu gối để chẹn lên cổ của bệnh nhân này. Và theo như các cảnh sát viên cho biết thì người đàn ông này có những cái triệu chứng biểu hiện bất thường. Người y tá đứng phía trước là người đã kêu gọi lực lượng này đến, là vì đã nhận thấy người bệnh nhân này hình như là có cái cãi vã gì hoặc là muốn chạy trốn ra ngoài, mà trong khi anh chạy ra ngoài thì bị ói mửa và có những cái triệu chứng hoảng loạn, thì người ta bắt giữ để đem vào lại bệnh viện, nhưng anh ta đã chống cự, cho nên là các cảnh sát viên đã phải dùng cái cảnh này, quý vị thấy. Và khi cảnh này được chiếu lên đó thì đã dấy lên cái làn sóng biểu tình như đã quý vị đang thấy trên màn hình, là rất nhiều thanh niên trẻ cũng đã tham dự vào cái cuộc biểu tình này, không chỉ là hoàn toàn những người da đen nhưng có cả những người da màu và da trắng cũng tham dự cái cuộc biểu tình. Và quý vị nhìn thấy đó, cái quang cảnh của cuộc biểu tình ngày hôm qua tại Pennsylvania. Và vấn đề này lại là một lần nữa lại tạo lên một cái làn sóng dữ dội ở tại tiểu bang này. Và thưa quý vị, hiện nay đã có một nhóm ít nhất là 20 trường đại học ở tại Mỹ cùng coi như là đệ đơn chung để mà kiện chính phủ của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua. Cái vụ kiện này hay là cái lawsuit này nó cũng tương tự như là cái vụ kiện của trường đại học Harvard và MIT, khi mà họ nói rằng là cái việc mà bắt buộc các du học sinh phải về nước nếu mà trường đại học của họ không có giảng dạy một cách trực tiếp trong lớp học đó. Và chúng ta đang xem coi là những cái trường đại học này họ sẽ thắng hay thua như thế nào trong thời gian tới đây. Những trường đại học nói trên cùng với lại 17 các bộ trưởng bộ tư pháp của 17 tiểu bang, mà chúng ta nghĩ rằng là 17 tiểu bang cấp tiến hiện nay đang cùng kiện Tổng thống Trump liên quan đến quyết định đó. Chúng tôi nghĩ rằng trong những ngày tới chắc cũng còn có thêm những tổ chức hay là các trường đại học nào mà bị ảnh hưởng bởi cái số du học sinh đông tại trường của họ. Và cái quyết định này nếu mà được thông qua, nó sẽ ảnh hưởng về vấn đề tài chính của các trường đại học này. Họ cũng sẽ lần lượt và họ đệ đơn kiện, hay là họ cũng kiện chung, hay là kiện tập thể với cái quyết định này. Đó là liên quan đến cái quyết định của chính phủ trong cái việc mà sẽ trục xuất một số các du học sinh ngoại quốc nếu các trường mà các em theo học không tổ chức các cuộc học trực tiếp mà chỉ dành cho những cái khóa học online, thì các em sẽ trở về nước của mình. Sang qua Connecticut, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị theo dõi những cái hình ảnh sau đây từ trường võ bị West Point, trường võ bị nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngày hôm qua thì trường đã khai giảng khóa học niên khóa 2020-2024. Đây là hình ảnh những tân sinh viên bước vào tham dự buổi khai giảng. Quý vị thấy trên màn hình đã có những nữ sinh cũng đã được tham dự. Chúng ta còn nhớ cách đây vài năm đó, thì trường võ bị này chỉ nhận toàn nam sinh viên thôi.
Nhưng sau khi chắc khoảng cũng trên dưới 10 năm rồi, tôi nhớ không lầm, thì đã sau khi mà trường này đã nhận được một cái nữ sinh viên đầu tiên, thì bây giờ thì trường đã nhận nữ sinh viên. Các em sẽ phải trải qua một vài tháng huấn nhục, và cái ngày đầu tiên khi các em vào đó là sẽ trước hết là được cắt tóc. Cắt tóc cho giống như Tyler Diệp đó. Cạo đầu thì đúng hơn, đúng không? Cạo đầu thì đúng hơn chứ. Rồi sau đó là sẽ được cái việc đầu quan trọng năm nay là việc coronavirus, cho nên sẽ được thử nghiệm và đo nhiệt độ và được xét nghiệm trước về COVID-19. Thì theo các viên chức của trường này cho biết là trong ngày hôm qua thì họ đã khám phá ra được 4 trường hợp dương tính khi các em đến, và lập tức 4 em này đã được cách ly. Và sau đó là được sẽ đưa vào điều trị. Trong khi đó thì các sinh viên này sẽ phải trải qua những cái lớp huấn luyện huấn nhục cơ bản đầu tiên, và sẽ kéo dài cho đến tháng 8 thì các em mới được chính thức tham dự vào. Nếu các em nào trải qua được cái thời gian huấn nhục này thì bắt đầu sẽ khai mạc vào tháng 8. Những cái trường quân sự như vậy có lẽ là vì học sinh không có đông, không có quá đông, cho nên cái chuyện mà giãn cách xã hội họ vẫn có thể thực hiện được. Chứ đi học lớp sĩ quan quân đội Hoa Kỳ mà phải học qua Zoom hay Internet thì nó cũng hơi kỳ, đúng không? Tại vì phải thực tập, phải bò trường lăn lộn này kia, phải về các cái khóa huấn nhục. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa, cái cuộc tranh cãi về việc là các trường học mở cửa hay đóng cửa, học trực tiếp hay là học gián tiếp, vẫn là một trong những cái đề tài thường xuyên chúng ta cũng đã nhắc đến trong vài ngày vừa qua. Và một lần nữa thì có lẽ quý vị cũng thấy rằng là CDC cũng như là Tổng thống Donald Trump cũng đã có những cái sự bất đồng. Và trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã đưa tin rằng là học khu Los Angeles cũng như là San Diego đã quyết định rằng là học sinh của học khu 2, học khu này sẽ không có quay lại trường và sẽ học qua Internet mà thôi. Một số các tiểu bang khác cũng như là Florida thì cũng chưa có những cái quyết định rõ ràng, cho dù rằng là mức trường hợp nhiễm bệnh ở tại nơi đây cũng rất là cao. Ở bên California thì cũng chưa có một cái gì gọi là toàn tiểu bang. Thống đốc Gavin Newsom vẫn để cho các học khu tự quyết định trong thời gian tới là nên quay lại lớp hay là học ở nhà qua Internet. Vẫn là một cái việc tranh cãi, và chúng ta sẽ xem thực tế nó sẽ diễn ra thế nào trong thời gian sắp tới. Trở lại với các tin tức liên quan đến những dụng cụ để bảo hộ y tế trong thời gian vừa qua. Thì từ trong những cái ngày đầu đại dịch cho đến bây giờ, là cái tình trạng thiếu thốn những cái trang thiết bị để bảo vệ cho những nhân viên y tế, những y tá, những bác sĩ làm việc trực tiếp với các bệnh nhân lây nhiễm COVID-19 ở trong bệnh viện đó, thì vẫn là một cái đề tài lớn mà nhiều bệnh viện đã phải đương đầu. Cho đến ngày hôm nay thì vấn đề này vẫn tiếp tục diễn ra, tuy là chính quyền cũng như là bản thân của các bệnh viện đó, họ đã cố gắng để tìm những cái nguồn có thể cung cấp được. Họ tìm ra những cái nhà sản xuất, những cái nơi để có thể họ mua được những cái loại bảo hiểm này, đặc biệt như cái loại cái khẩu trang N95 là cái loại khẩu trang cần thiết. Cái loại mà quý vị đang thấy trên màn hình là cái loại thứ thường thôi. Nó có thể đeo bất cứ lúc nào, nhưng mà nó không có bảo vệ. Đây là cái loại cần thiết N95, quý vị thấy đó, thì nó có cái khả năng mà nó ngăn ngừa vi khuẩn lan truyền trong không khí hơn, thì nó là một cái sự thiếu thốn rất là lớn. Người ta nói là trong thời gian qua thì đã có hợp đồng với nhiều công ty sản xuất ra khoảng 600 triệu cái chiếc khẩu trang N95 này, nhưng cho đến giờ phút này thì các chuyên gia về y tế vẫn nói là nó không đủ để cung cấp cho cái thị trường hiện nay đang vẫn rất cần những cái trang thiết bị này. Cho nên là nó cũng là một cái dấu hỏi mà làm cho nhiều bệnh viện cũng nhiều nhà thương và nhân viên, thậm chí là các nhân viên của nhiều nhà bệnh viện đó. Quý vị còn nhớ cách đây tuần trước thì chúng ta đã có cảnh các nhân viên của bệnh viện Fountain Valley, một bệnh viện địa phương ở tại thành phố Fountain Valley ở khu vực quận Cam, cũng đã biểu tình lên tiếng đòi hỏi là phải được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để bảo hộ nhiều hơn, là vì họ không có đủ các cái dụng cụ này để đeo khi chăm sóc cho các bệnh nhân một cách đúng tiêu chuẩn theo như CDC đã đề ra. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề vẫn còn tiếp tục gây nhiều cái tranh cãi trong thời gian này. Thưa quý vị, đối với quý vị nào mà sống tại cái khu vực đô thị thành phố Houston của tiểu bang Texas, thì trong những ngày tới đây, lãnh đạo của thành phố này hiện đang có những cái vấn đề mà gọi là suy xét rất là nghiêm trọng liên quan đến việc là có nên
áp đặt một cái lệnh trú ẩn tại gia nữa hay không trong vòng 2 tuần tới, khi mà hiện nay tính đến ngày Chủ nhật đó, thì thành phố Houston đã có hơn 63.000 trường hợp nhiễm bệnh và con số tử vong ở tại khu vực này cũng đã lên đến 646 trường hợp tử vong. Hiện nay thì chính phủ liên bang cũng đã gửi một số các nhân sự từ quân đội tới thành phố Houston để mà giúp cho thành phố này có được những cái nhân sự cần thiết trong vấn đề y tế để mà giúp đối phó lại với cái dịch bệnh COVID-19. Một số các lãnh đạo của khu vực này đang muốn rằng là thị trưởng của thành phố Houston nên ban hành một cái lệnh gọi là immediate stay at home order hay là shelter in place, giống như tương tự như quý vị đã thấy vào giữa tháng 3 khi mà cơn đại dịch này mới bắt đầu. Tại vì họ nói rằng là hiện nay cái số lượng trường hợp nhiễm bệnh tăng quá cao và cũng như là quá nhanh so với cái sự khống chế của chính quyền địa phương, và cách tốt nhất là mọi người phải ở nhà trong vòng 2 tuần tới để mà khu vực này mới có thể bắt đầu kiểm soát lại cái dịch bệnh COVID-19. Bản tin tiếp theo là một bản tin cập nhật cho những cái tin tức liên quan đến việc là IRS đã phát check cho nhiều người đã qua đời trong thời gian vừa qua, thưa quý vị. Thì trong ngày hôm qua đó thì cơ quan này cũng đưa ra lời thông báo là quý vị nào đã nhận những cái check này với những cái người đã thiệt mạng, những người đã qua đời trong thời gian qua, có thể đó là những cái người đã sau khi khai thuế lần cuối đó thì xong họ đã gặp cái trường hợp tử vong đó, và nếu như thân nhân của họ nhận được cái những tấm check mà mang tên của những người đã thiệt mạng đó thì quý vị không phải lo lắng, là vì IRS đã cancel tất cả những cái tấm check này rồi. Chúng ta còn nhớ trong vài tuần trước thì đã có những cái bản tin là họ sẽ kêu gọi những cái người thân nhân hoặc là những người nào nhận những cái check này đó thì trả lại cho IRS. Nhưng sau cái thời gian vừa qua thì IRS đã đưa ra cái biện pháp là rà soát lại tất cả cái danh sách những người đã khai tử trong thời gian vừa qua, thì họ đã cancel tất cả những cái check mà phát lộn cho những người đã qua đời. Cho nên là chúng ta cứ yên tâm, không cần phải thắc mắc là mình làm cách nào để trả lại cho IRS những cái tấm check này. Dạ vâng. Thưa quý vị, và sau đó thì hiện nay có một cái bản tin nói rằng là các nhân viên của công ty Apple không cần phải lo lắng nhiều quá nếu mà họ nghi rằng là mình cần phải được xét nghiệm coronavirus. Công ty Apple cho biết rằng là họ sẽ gửi những cái phần xét nghiệm này đến nhà của các nhân viên của công ty Apple để cho nhân viên nào mà nghĩ rằng là họ cần xét nghiệm, tự xét nghiệm ở nhà là mình có bị nhiễm COVID-19 hay không, có thể làm được cái chuyện đó. Trong thời gian qua đó, chắc quý vị cũng nghe nhiều rằng là công ty Apple một lần nữa đã đóng rất nhiều các cửa tiệm của họ, những cửa tiệm bán lẻ của họ ở khắp nước Mỹ vì cái tình hình COVID-19 gia tăng quá nhiều trong thời gian vừa qua. Và đây cũng là một cách để mà cho công ty Apple tự bảo vệ cho nhân viên của họ bằng cách rằng gửi những cái test kit này về nhà cho những người nào mà nghĩ rằng là mình đã bị nhiễm hay là đã va chạm với những người đã bị nhiễm COVID-19. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong thời gian vài tuần lễ gần đây thì chúng ta đã liên tiếp nghe những tin tức liên quan đến những tuyên bố của tiến sĩ Anthony Fauci. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nghe không ít lời phàn nàn từ Tòa Bạch Ốc hay từ chính cá nhân Tổng thống Donald Trump liên tiếp phê phán những hành động cũng như những tuyên bố của vị tiến sĩ này. Cho đến giờ này thì mọi người vẫn tin tưởng rằng tiến sĩ Anthony Fauci là một tiếng nói đầy quyền lực và đúng đắn nhất liên quan đến các vấn đề y tế trong chuyện ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Và Tòa Bạch Ốc thì trong những ngày qua chúng ta cũng có nghe là một số các cái nhân viên trong Tòa Bạch Ốc, các viên chức cao cấp cũng đưa ra những cái bản báo cáo và nói rằng tiến sĩ Anthony Fauci đã có những cái tuyên bố lệch lạc liên quan đến vấn đề ngăn ngừa COVID-19. Dĩ nhiên điều này là cái điều đang còn gây rất nhiều tranh cãi. Và cái điều mà không ai mong muốn là sẽ thấy thêm một viên chức cao cấp liên quan đến vấn đề y tế, một người kể như là tiếng nói chính thức liên quan đến những vấn đề y tế chống lại dịch bệnh COVID-19 hiện nay của Hoa Kỳ, lại gặp nhiều rắc rối với Tòa Bạch Ốc hay chính với cá nhân Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm một số các tin tức cũng như là những phân tích liên quan đến vấn đề này với Tyler Diệp. Thưa quý vị, về mặt thay đổi chính sách của Tổng thống Donald Trump,
hướng về việc rằng là tái mở cửa nền kinh tế để mà chuẩn bị cho kỳ bầu cử vào tháng 11 tới đây. Thật sự rằng là tiến sĩ Anthony Fauci là một cái chướng ngại vật của đương kim tổng thống, khi mà nhiều lần ông này có những cái lời phát biểu mà đi ngược lại với cái chính sách nói trên về việc tái mở cửa nền kinh tế. Cho nên trong thời gian qua đó, cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là tiến sĩ Anthony Fauci không được xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình như là vào cái khung thời gian vào tháng 3 cũng như là tháng 4 là một chuyện cũng dễ hiểu, và chúng ta cũng có thể hiểu được là tại sao mà coi như là nội các của Tổng thống Donald Trump cảm thấy rất là khó chịu khi mà nhiều lần ông Anthony Fauci đã nói ra những cái điều mà nó hoàn toàn nó trái ngược lại với những gì mà Tổng thống hay là Phó Tổng thống đang nói. Cái chuyện, tại vì đối với ông này, ông chỉ cần có nghĩ đến một cái chuyện duy nhất, đó là về vấn đề y tế thôi. Ông không, cái trách nhiệm của ông nó không có bao quát như là một người tổng thống khi mà phải cân nhắc cái vấn đề y tế, cái chuyện kinh tế, làm sao mà cho người dân có công ăn việc làm để mà họ không có bị mất nhà, mất xe hơi. Còn đối với ông Anthony Fauci, cái trách nhiệm của ông thì nó tương đối thì nó đơn giản hơn trong cái vấn đề là làm sao mà hạn chế cái dịch bệnh lây lan, làm sao mà chúng ta có thể có được một cái vaccine càng sớm càng tốt. Thì cho nên là hai cái quan điểm hay là hai cái quyền lợi này trong thời gian qua nó cũng đã đi chổi lại với nhau. Và vì vậy cái chuyện mà chúng tôi không thấy tiến sĩ Anthony Fauci xuất hiện thường xuyên trên các đài bình luận cũng là một chuyện dễ hiểu, và chúng tôi cũng hiểu được về cái lập trường và cũng như là cái quan điểm của Tổng thống Donald Trump khi mà ông không muốn những nhân viên liên bang, những viên chức liên bang có những cái phát biểu mà nó đi ngược lại với những gì mà ông muốn đất nước hiện nay đang phải đi tới, thưa anh. Cái tweet của ông Will Ree là một người host của một cái chương trình game show ở trên truyền hình đó. Thì ông này, Tổng thống Donald Trump đã trích lại cái lời tweet của ông này và cho rằng là những cái việc hiện nay đó, chẳng hạn như là ngay cả cơ quan CDC, hệ thống truyền thông, đảng Dân Chủ và các bác sĩ của chúng ta, không phải là tất cả nhưng mà hầu hết đang nói với chúng ta sự thật, nhưng mà những cái điều này là không có đúng theo như cái nhận xét của ông Chuck Woolery. Và Tổng thống Donald Trump đã trích lại cái lời tweet này và đưa lên khi phê phán rằng tất cả những cái truyền thông cũng như các bác sĩ hiện nay đang không nói đúng sự thật về cái sự lây lan của COVID-19 để nhằm bảo vệ cho những cái chính sách hiện nay của Tổng thống Donald Trump. Và chính điều này nó lại càng làm cho người dân hoang mang hơn, không biết là hiện giờ giới y tế đúng hay Tổng thống Donald Trump đúng. Dĩ nhiên sẽ có một số dư luận cho rằng Tổng thống Donald Trump làm việc gì cũng đúng, thì điều này liệu có đúng hay không, khi trong những cái quyết định trước mắt mà chúng ta thấy mùa thu năm nay các trường học Hoa Kỳ đang phải đứng trước một cái quyết định liệu có mở cửa theo giống như Tòa Bạch Ốc hay Tổng thống Donald Trump đưa ra, hay là theo lời khuyên của giới chức y tế, để tùy theo tình hình của từng địa phương mà quyết định là sẽ mở cửa hay tiếp tục đóng cửa. Đây là những cái quyết định mà chúng ta sẽ thấy trong thời gian sắp tới, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến những cuộc tranh chấp hiện nay. Chúng tôi xài chữ tranh chấp giữa Tòa Bạch Ốc và các giới chuyên khoa y tế và kinh tế. Câu hỏi đặt ra với ông bây giờ đó là liệu cái mối quan hệ thực tế giữa Tổng thống Donald Trump và tiến sĩ Fauci nó như thế nào? Khi trong ngày hôm qua đó thì thư ký Tòa Bạch Ốc vẫn tuyên bố rằng mối quan hệ này vẫn rất tốt đẹp. Thưa anh, về mặt công chúng đó, thì Tổng thống Donald Trump chỉ cần có những cái lời lẽ lịch sự đối với ông Anthony Fauci là vừa đủ rồi. Còn cái thực tế như thế nào thì chúng ta cũng có thể hiểu được, để cho chúng tôi đưa ra một cái nhận xét sau đây. Trong những cuộc thăm dò từ tháng 3 tới bây giờ, hầu hết người dân Hoa Kỳ vẫn cho rằng là cái lời nói của ông Anthony Fauci là một cái lời nói đáng tin tưởng nhất liên quan đến những vấn đề dịch bệnh và vấn đề y tế. Cái đó nó là một cái gọi là một nó là một cái kiến bảo hộ cho cái công việc của ông Anthony Fauci hiện nay. Thì trong thời gian hiện tại, Tòa Bạch Ốc có thể không thích những gì mà ông nói, nhưng họ sẽ không có sa thải được ông này. Cùng lắm là họ chỉ để ông này ở trong cái vị trí hiện tại và cho ông ngồi đó thôi. Ông Anthony Fauci trong nhiều cái nguồn tin gần đây cho thấy rằng là ông cũng không có được gặp Tổng thống Donald Trump thường xuyên như trước đây nữa, và ông cũng không có được xuất hiện trên các cơ quan truyền thông. Ông cũng không có được làm cái khuôn mặt của cái đội đặc nhiệm coronavirus mà do Phó Tổng thống Mike Pence đứng đầu. Thì
đây cũng là một cách để là cô lập cho ông này có ngồi ở đó lãnh lương nhưng mà không có nhiều cái sự ảnh hưởng về vấn đề chính sách. Tại vì chính sách hiện nay hay là cái ưu tiên hiện nay là về vấn đề gọi là thay đổi hướng, tập trung về vấn đề kinh tế. Không nhất thiết là phải đuổi ông này, tại vì có đuổi ông á, nó cũng gây ra nhiều tai tiếng, mà không đuổi ông, chỉ cần cô lập ông này, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến Tổng thống Donald Trump. Một cái dạng là nếu mà không cho ông lên phát biểu hay là không cho ông Anthony Fauci xuất hiện trước các ủy ban của Quốc hội để mà điều trần đó, thì coi như là đã làm mất cái tiếng nói của ông này rồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái thượng sách hiện nay mà tòa Bạch Ốc đang thực hiện đó rằng là cô lập, không cho phát biểu và cứ ngồi đó để cho ông ăn lương trong thời gian từ đây cho tháng 11 thôi anh. Nhưng mà ít ra với những cái tin tức mà chúng ta nghe trong những thời gian vừa qua đó cũng làm cho người ta hoang mang rất là nhiều. Liên quan đến cái việc có làm điều này hay không, nền kinh tế mở cửa trở lại, trường học mở cửa trở lại, tòa Bạch Ốc thì vẫn khuyến khích cái điều này, trong khi giới y tế thì nói ngược lại. Thành nó sẽ tạo ra những cái điều mà người ta có cảm nhận rằng bộ máy của quốc gia hoạt động không có tốt, tức là bộ phận giữa bộ phận này và bộ phận kia nó không có khớp, không có phối hợp một cách tốt đẹp với nhau để đưa ra một cái chính sách thống nhất để làm sao để triệt để có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Vâng, đó đây là một điều hoang mang rất lớn. Xã hội tại vì có quá nhiều cái sự tự do trong vấn đề gọi là tầng lớp cũng như là tư tưởng cá nhân đó, cho nên hiện nay nó cũng rất là bất đồng. Lấy ví dụ như là trong tuần trước anh Dũng hay là chị Thanh Thảo có đưa ra một cái bản tin cho rằng là hàng lâm viện của các bác sĩ nhi đồng có cái lời khuyên chính thức rằng là trẻ em nên quay lại trường học, đúng không? Thì đối với đây là cái lời khuyên của các bác sĩ chuyên về bệnh nhi đồng, pediatrician, thì họ lại có một cái lời khuyên như vậy. Trong khi thì cơ quan CDC là có nhiều cái hướng dẫn nói rằng là cái chuyện mà quay trở lại trường lớp để mà học là có nhiều cái sự khó khăn. Phe dân chủ thì lại cho rằng là trước đây chúng ta nên nghe theo những cái lời hướng dẫn của các viên chức y tế và không nên quay trở lại. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ là có một cái tổ chức của các bác sĩ nhi đồng nói rằng là nên để cho các em quay lại trở lại học. Thì đối với một cái người khán giả bình thường đó, khi mà chúng ta nghe nhiều cái lời cái ý kiến trái chiều như vậy, từ chính phủ có, từ cấp lãnh đạo chính trị có, bây giờ là những loại mà gọi là bác sĩ chuyên viên về nhi đồng đó là có một cái nhận định khác nữa, thì bây giờ phải nghe ai? Và mỗi học khu ở tại địa phương nó lại có cái quyền riêng của những học khu đó, trừ khi là thống đốc của tiểu bang đưa ra một cái luật ban hành cho toàn tiểu bang. Còn ngoài ra thì mỗi khu vực là mỗi cái chính sách riêng, nó có một cái khu mà tự trị riêng. Thì thưa anh, hiện nay xã hội của Mỹ, cái điều khó khăn của chúng ta rằng là chúng ta không có thể thống nhất được như là một cái xã hội độc tài. Khi mà một xã hội độc tài, một người nào ở trên đưa ra một cái lệnh xuống là toàn dân hay là toàn quốc gia đều phải nghe theo, thích hay không thích thì cũng phải nghe, phải chấp hành. Còn trong cái trường hợp này anh đã thấy rồi đó, một chính quyền trung ương, 50 chính quyền tiểu bang, và trong 50 chính quyền tiểu bang này nó là có những cái thành phố địa phương, đôi khi thì có ý kiến này, đôi khi có ý kiến kia, nó rất là rối ren trong cái thời gian này, thưa anh. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta nhận thấy các con số nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng tại Hoa Kỳ. Cho dù là nó có những cái vấn đề khách quan khác, chẳng hạn như là những cái điều mà chúng ta thấy là những cái cuộc biểu tình hoặc là những ngày nghỉ lễ lớn, những người không đeo khẩu trang xuất hiện rồi không tuân theo những cái biện pháp phòng ngừa. Đây là một vấn đề lớn của xã hội Hoa Kỳ cần phải đối mặt trong những tháng ngày này, và chúng ta đều hy vọng rằng nó sẽ sớm vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên nó cũng cần phải có một cái chính sách rõ ràng từ trên xuống dưới, và mọi người đều phải thực hiện đúng theo một cái khuôn mẫu đó thì mới họa may có thể chặn đứng được dịch bệnh. Chúng ta cùng cầu mong điều này sẽ sớm xảy ra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình trong ngày hôm nay, và một ngày thật sự tốt lành đến với tất cả chúng ta. Anh Dũng và Thái Lê Diệp xin hẹn quý vị lại vào chương trình của chiều nay. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.